Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn toán lớp 6 bài số 10. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài số 10: tính chất chia hết của một tổng. Có những trường hợp không tính tổng hay số mà vẫn xác định được tổng đó có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó. Trước hết mình sẽ nhắc lại về quan hệ chia hết. Ta đã biết ở bài 6 là số tự nhiên A chia hết cho B, khác không nếu có một số tự nhiên K sao cho A bằng B nhân cho K. Ký hiệu là A chia hết cho B là mình dấu 3 chấm là chia hết, đúng không? Và nếu mà A không chia hết cho B thì mình dấu 3 chấm hoặc dấu gạch chéo ở chiều nữa. Giờ trước hết mình sẽ học tính chất 1. Chấm hỏi 1. Quyết hai số chia hết cho 6, mình kiểm tra xem tổng của chúng có chia hết cho 6 hay không. Và câu B là viết hai số chia cho hết cho 7, xem tổng của chúng có chia hết cho 7 hay không. Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi chấm 1. Ta có nè, hai số chia hết cho 6 là 36 và 72, đúng không? 36 chia 6 được 6, 72 chia 6 được 12, đúng không? Bây giờ cả hai số này đều chia hết cho 12. 36 cộng cho 72 thì bằng là bằng 108, đúng không? 108 sẽ chia hết cho 12, đúng không nào? 108 chia hết cho 6, đúng không nào? Rồi tiếp theo, hai số chia hết cho 7 mình có là 49, đúng không nào? Và 91. Mình sẽ lấy 49 cộng 91 thì sẽ bằng là 140. 140 cũng sẽ chia hết cho 7, đúng không nào? Giờ 91 mà chia cho 7 sẽ là 13, đúng không? Còn 140 mà chia cho 7 thì sẽ bằng 20, đúng không? Giờ tiếp theo. Như vậy mình nếu mà A chia hết cho M và B cũng chia hết cho M thì chắc chắn là tổng A cộng B sẽ chia hết cho M nha. Như vậy mình sẽ nhớ công thức này luôn nha. Đây là một công thức nha. A chia hết cho M và B chia hết M, CIA là A tổng A cộng B sẽ chia hết cho M. Ký hiệu giống này gọi là CIA hoặc là kéo heo cũng được. Trong cách quyết tổng quát, để cho gọn, sách sẽ không ghi A, B, M hoặc N nha. Mình mặc nhiên mình sẽ hiểu là A, B và M sẽ thuộc số tự nhiên và M sẽ khác không. Mình không thể chia cho số 0 nha. Ta có thể viết là A cộng B chia hết cho M, có nghĩa là không có dấu ngoặc hoặc là có dấu ngoặc đều được hết, đúng không? Hoặc là có dấu ngoặc giờ A cộng B chia hết M đều được nha. Một trong hai cách quyết đều được hết. Giờ tiếp theo là phần chú ý tính chất 1 cũng đúng với một hiệu, có nghĩa là A chia hết cho M và B chia hết cho M thì hiệu của A trừ B sẽ cũng chia hết cho M. Giờ tính chất 1 cũng đúng với một tổng có nhiều số hạng, có nghĩa là 3, 4 số, 5 số nhiều trở lên, nhiều số hạng trở lên. Như vậy tất cả các số A, B, C đều chia hết M thì tổng của chúng, tổng của A cộng B cộng C đều cũng chia hết cho M nha. Như mình nhớ cái này gồng mình nhớ cho của mình nha, mình nhớ để mình làm bài. Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng sẽ chia hết cho số đó. Có nghĩa là A chia hết M, B cũng chia hết cho M và C cũng chia hết M thì chắc chắn là C mình suy ra được là A cộng B cộng C sẽ chia hết cho M nha. Giờ như vậy mình xong tính chất 1, mình sẽ qua tính chất 2 luôn. Tính chất 1 mình nhớ là tất cả các số hạng chia hết M thì tổng của chúng sẽ chia hết cho M. Giờ tính chất 2, chấm hỏi 2. Quyết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, các số còn lại sẽ chia hết cho 4, mình kiểm tra xem tổng của chúng có chia hết cho 4 hay không. Còn câu B người ta kêu mình quyết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại sẽ chia hết cho 5, kiểm tra xem tổng của chúng chia hết cho 5 hay không nha. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 2 nha. Như vậy số cho không chia hết cho 4 ví dụ như là 15 chẳng hạn. Số chia hết cho 4 là 4. Vì vậy nếu mình lấy 15 cộng 40 bằng 55 thì chắc chắn sẽ không chia hết cho 4 mà. Đúng rồi, 55 chia 4 sẽ ra số lẻ. Giờ tiếp theo là số không chia hết cho 5 là 25 chẳng hạn. Còn số chia hết cho 5 sẽ là 45. Mình lấy 26 cộng 45 thì sẽ bằng 71. 71 chắc chắn sẽ không chia hết cho 5 nha.
Như vậy mình có là A chia hết cho M và B, A không chia hết cho M và B chia hết cho M, đúng không? Một số chia hết và một số chia hết và một số không chia hết, thì tổng của chúng sẽ không chia hết nhé. A cộng B sẽ không chia hết cho M. Rồi tiếp theo là phần chú ý. Chú ý tính chất hai cũng đúng với một hiệu, có nghĩa là A chia hết cho M, B chia hết cho M, C gian A trừ B sẽ chia hết cho M. Còn nếu mà A chia hết cho M và B không chia hết cho M thì cũng suy ra được là A trừ B cũng không chia hết cho M. Như vậy cái một hiệu thì chỉ cần một trong hai không chia hết cho M thì hiệu của chúng sẽ không chia hết cho M, đúng không nào? Tiếp theo, tính chất hai cũng đúng đối với một tổng có nhiều số hàng, trong đó chỉ có một số hàng không chia hết cho M, các số hàng còn lại đều chia hết cho M. Ví dụ như A chia hết cho M, A không chia hết cho M, B chia hết cho M và C chia hết cho M, thì mà suy ra tổng của chúng cũng không chia hết cho M nha. Bây giờ mình nhớ đây luôn, đây là nhớ cái này mình cần nhớ trong đầu luôn nha. Nếu chỉ có một số hạng của một tổng không chia hết cho một số, còn lại các số hạng đều chia hết cho số đó thì tổng sẽ không chia hết cho số đó. Có nghĩa là A không chia hết M, B và C đều chia hết cho M, thì mình suy ra tổng của chúng sẽ không chia hết cho M, đúng không? Rồi tiếp theo là chấm hỏi 3. Không tính các tổng mà không tính các hiệu, xem xét xem các tổng các hiệu sau có chia hết cho 8 hay không. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 3 nha. Mình sẽ dựa vào tính chất 1 và tính chất 2 để mình làm chấm hỏi 3. Là giải mình xét 80 cộng 16, mình thấy là 80 sẽ chia hết cho 8, đúng không? 16 cũng chia hết cho 8 nên tổng của chúng sẽ chia hết cho 8 nha. Tiếp theo là 80 trừ 16. Mình thấy là 80 chia hết cho 8, 16 cũng chia hết cho 8 nên hiệu của chúng cũng chia hết cho 8. Tiếp theo là 80 cộng 12. Mình thấy là 80 chia hết cho 8 nhưng 12 không chia hết cho 8, mình suy ra tổng của chúng sẽ không chia hết cho 8 nha. Tiếp theo là 80 trừ 12. Mình thấy là 80 chia hết cho 8 nhưng 12 không chia hết cho 8 nên hiệu của chúng cũng không chia hết cho 8 luôn. Tiếp theo là 32 cộng 40 cộng 24. Mình thấy là 32 chia hết cho 8, đúng không? 40 cũng chia hết cho 8, 24 cũng chia hết cho 8 nên tổng của chúng sẽ chia hết cho 8. Tiếp theo 30 cộng 40 cộng cho 12. Mình thấy là 32 sẽ chia hết. Ở đây 32 nha. Mình sẽ xét tiếp kiểm tra là 32 40 32 cộng 40 cộng 12, đúng không nè? Như vậy là 32 cộng 40 cộng 12, mình thấy là 32 chia hết cho 8. 40 cũng chia hết cho 8 nhưng mà 12 không chia hết cho 8 nên mình kết luận suy ra được là tổng của chúng sẽ không chia hết cho 8 nha. Giờ tiếp theo là ví dụ 4 nha. Cho ví dụ hai số AB, trong đó A không chia hết cho 3, B cũng không chia hết cho 3. Mình kiểm tra xem, nhưng mà mình kết luận được là A cộng B là chia hết cho 3. Đó là những con số nào? Mình sẽ cho ví dụ nha. Ta có nè, số A không chia hết cho 3, ví dụ như giờ là số 4 nha. Số B không chia hết cho 3, ví dụ là số 8 nha. Nhưng mà tổng A cộng B có nghĩa là 4 cộng 8 bằng 12 là chia hết cho 3, đúng không? Như vậy mình thấy là có những con số A cộng B, A không chia hết cho 3 nhưng mà B cũng không chia hết cho 3, nhưng mà tổng của chúng là chia hết cho 3 nha. Vậy như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ tiếp phần bài tập luôn nha. Câu số 83. Giờ câu số 83, áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không. Giờ thầy sẽ làm câu câu 83 nha. Giờ thầy sẽ làm câu A trước. 48 cộng 56, mình thấy là 48 sẽ chia hết cho 8, đúng không? 56 cũng chia hết cho 8 nên mình suy ra được là tổng của chúng sẽ chia hết cho 8 nha, theo tính chất 1. Tiếp theo là câu B, 80 cộng cho 17. Mình thấy là 80 chia hết cho 8 nhưng mà 17 lại không chia hết cho 8 nha, nên mình suy ra được là tổng của chúng sẽ không chia hết cho 8. Đây là tính chất 2.
Giờ như vậy mình sẽ qua xong câu 83, mình sẽ qua tiếp câu 84. Giờ câu số 84 áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu của hiệu nào sẽ chia hết cho 6. Giờ câu A, 54 chia 36. Mình thấy là 54 chia hết cho 6 đúng không? 36 cũng chia hết cho 6. Nên mình suy ra được là hiệu của chúng sẽ chia hết cho 6 theo tính chất 1. Tiếp theo là 60 trừ 14. Mình thấy là 60 chia hết cho 6. À, 14 không chia hết cho 6. Mình suy ra được là hiệu của chúng sẽ không chia hết cho 6 tính chất 2 nhé. Tiếp theo là câu 85. Câu 85 áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7 nhé. Giờ thầy sẽ làm câu A trước, 35 cộng 49 cộng cho 210. Mình thấy là 35 sẽ chia hết cho 7 đúng không? 49 chia hết cho 7 và 210 cũng chia hết cho 7 rồi. Nếu mà suy ra được là tổng của chúng sẽ chia hết cho 7. Giờ tiếp theo câu B, 42 cộng 50 cộng cho 140. Như vậy mình thấy là 42 sẽ chia hết cho 7 đúng không? 140 cũng chia hết cho 7, nhưng mà 50 lại không chia hết cho 7. Nên mà suy ra được là tổng của chúng sẽ không chia hết cho 7 nhé. Rồi tiếp theo là 560 cộng 18 cộng cho 7. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 18 cộng 3, mình gom lại cho nó gọn trước nha. Sẽ bằng 560 cộng cho 21 đúng không? 18 cộng 3 bằng 21. Giờ mình kiểm tra, mình thấy là 560 sẽ chia hết cho 7. 21 cũng chia hết cho 7. Nên mình kết luận được là tổng của chúng sẽ chia hết cho 7 nha. Chú ý nếu xét tổng 3 chỉ số thì có hai số hạng đều không chia hết cho 7, nên không thể áp dụng tính chất hai. Như trước hết mình phải gom hai số này là thành một số hạng. Lúc này mình sẽ xem hai cái tổng số hạng, số hạng của hai tổng thì mình sẽ áp dụng tính chất một luôn, đúng không? Như vậy là hai số hạng này sẽ chia hết cho 7, nên tổng hai số này chia hết cho 7, suy ra tổng 3 số cũng chia hết cho 7 luôn nha. Rồi như vậy mình xong câu 85, mình sẽ qua tiếp câu 86 nhé. Giờ câu 86 điền dấu x vào ô thích hợp trong các câu sau. Giờ hoài giải thích điều đó luôn nha. Giờ thầy sẽ làm câu 86 nha. Rồi câu A nè, 134 nhân 4 cộng 16 chia hết cho 4. Câu này đúng hay sai? Trước hết mình sẽ xét 134 nhân 4. Đó này. 134 nhân 4 chắc chắn phải chia hết cho 4 rồi đúng không? 16 cũng chia hết cho 4 nên tổng này sẽ chia hết cho 4, như vậy đây là câu câu đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ xét 21 nhân 8 cộng 17. Mình thấy là 21 nhân 8 sẽ chia hết cho 8 đúng không? Nhưng mà 17 lại không chia hết cho 8 nên tổng này sẽ không chia hết cho 8 nha. Như vậy chia hết cho 8 là sai. Rồi tiếp theo câu C, 3 nhân cho 100. Như vậy 3 nhân cho 100 cộng 34 chia hết cho 6 hay không? Như vậy mình lấy 3 nhân cho 100 sẽ đằng bằng 300. 300 sẽ chia hết cho 6, nhưng mà 34 lại không chia hết cho 6, nên tổng này sẽ không chia hết cho 6 nha. Như vậy chia hết cho 6 là sai. Giờ tiếp theo là phần chia hết phía dưới nha. Giờ thầy sẽ giải thích phía dưới đây nha. Như vậy ta có là 134 nhân 4 sẽ chia hết cho 4. Nhưng mà 16 và 16 cũng chia hết cho 4 nên tổng của chúng sẽ chia hết cho 4 luôn. Giờ đó câu A là đúng. Tiếp theo câu B, mình thấy là 24 nhân 8 chia hết cho 8. Nhưng mà 17 không chia hết cho 8, đúng không? Do đó tổng này sẽ không chia hết cho 8 nha. Do đó câu B là sai. Đúng không? Giờ câu C, ta có là 3 nhân cho 100 bằng 300. 300 sẽ chia hết cho 6 đúng không? Nhưng mà 34 lại không chia hết cho 6 nên tổng sẽ không chia hết cho 6. Như vậy là câu C là sai. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nhé. Giờ nếu các em thấy giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem
Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.